Chào mọi người nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới mọi người bữa cơm đạm bạc của anh công nhân nghèo như mình. Đây, bữa cơm hôm nay là gồm có cá hường chiên nè các bạn, dưa leo luộc và một chén chao để chấm ăn với dưa leo đó mọi người. Mình lấy hai cái chén là do một chén mình bới cơm cúng đó mọi người. Người miền Tây thường có thói quen là mỗi bữa ăn cơm thường cúng cái người thân mình đã quá cố đó. Đây mình với một chén cơm mình cúng ba của mình. Giờ mời mọi người cùng ăn cơm với mình nha. Đây, giờ cơm mình nấu. mình ăn có nhiều rồi các bạn. Nhiều đây chắc cũng khoảng 2 chén, 3 chén đó các bạn. Bình thường là bới cơm cúng là mình cũng gấp đồ ăn đồ như người bình thường nữa các bạn. Đây là mình cúng gác đũa lên. Ôi Phật ơi, nhiều cơm về. Đây, cơm về dành cho hai người ăn nha các bạn. Thì bữa ăn hôm nay thì mình ăn đạm bạc chỉ có bao nhiêu đây thôi mọi người. Đây, chén cơm của mình. Còn đây là chén cơm cúng nha. Mời mọi người ăn cơm với mình. Để mình quay xa xa cho mọi người thấy cái mâm đồ ăn. Mời mọi người ăn cơm. Cá này mình mua một ký, không biết nhiêu tiền mình mua một con rồi các bạn. Mọi người ăn cơm với mình nha. Cũng ngon lắm các bạn. Các bạn có ăn hết không? Dưa leo mình luộc, mình không có gọt các bạn, mình để lên trái. Mình hay ăn đồ luộc. Thì mình làm tối về các bạn, lương không có nhiều nên mình chỉ ăn đạm bạc vậy thôi, còn để dành tiền cho tương lai sau này nữa các bạn. Không phải là mình để dành tiền mình nhịn ăn, nhưng mà thật sự là lương không có nhiều để mà mình ăn cao sang như người ta. Thỉnh thoảng mình cũng hay mua đồ ngon vậy, hay mua thịt bò đồ ăn thỉnh thoảng thôi. Chao này mà luộc đồ chấm dưa leo hay là rau lan nữa các bạn. Đây, rau lan rồi mình luộc chấm là ăn ngon bá cháy luôn mà. Để mình mở máy lên cao một chút cho các bạn thấy. Ăn vậy mà ngon lắm các bạn. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Nên mình không hết lon nữa các bạn. Hơn nữa lâu một tí. Thật sự là dưa leo và luộc chấm chao là ngon lắm mọi người. Mời mọi người.
Luộc này mọi người mua dưa leo mà trái nhỏ. Cái nhỏ vừa vừa vậy. Cái này cũng được luôn. Cái này rửa sạch cũng luộc. Luộc ăn liền, luộc ăn liền thì hơi nóng. Mình luộc để chút xíu thì nó ấm ấm dễ ăn hơn. Nè, vợ mình đang ca à, bà xã ăn cơm trong công ty á, mình tự mình nấu mình ăn. Có bả về bả ít có khi ăn đêm lắm, tại không trong công ty thì có ăn, cho ăn cơm đó mọi người. Cá ngon quá. Hết chén rồi mọi người. Thì cái buổi quay ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến mọi người và các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Gửi lời cảm ơn đến các bạn. Lúc nào các bạn cũng sát cánh bên mình và đồng hành cùng mình trên con đường phát triển. Nếu video này hay, hữu ích thì mời các bạn like và chia sẻ hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nông Dân TV để một phát triển. Xin hẹn gặp lại các bạn vào một video clip tiếp theo. Video đó các bạn. Video clip nghe nó khó vào cái video tiếp theo. Rất mong nhận được sự yêu thương và ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé. Bye bye.